chúng ta bước qua một cái chỉ số tiếp theo, đó là bài học đường đời. Đây là một chỉ số được gọi là chỉ số quan trọng nhất trong tất cả các chỉ số. Ở đây các anh chị sẽ nhớ giúp em này, những chỉ số quan trọng, anh chị tập trung cho em những cái chỉ số quan trọng là thứ nhất. Chỉ số quan trọng ở đây các anh chị sẽ tập trung cho em 3 chỉ số. Đây là chỉ số quan trọng nha. Thứ nhất là bài học đường đời. Hai là động lực thỏa mãn bên trong. Và ba là cái chỉ số số 6. Chút xíu nữa em sẽ chia sẻ. Và anh chị tập trung cho em cái chỉ số này. Tại sao chỉ số này quan trọng? Chỉ số này nó sẽ phát huy được cái gọi là cái lẽ sống của chúng ta. Gọi là cái lẽ sống của chúng ta. Được không nào? Và khi mà chúng ta hiểu sâu hơn được cái linh hồn của chúng ta, nó sẽ đến cuộc đời này nó học bài học gì, nó sẽ được thể hiện cụ thể thông qua cái chỉ số này. Và chúng ta biết được là vũ trụ đã có những cái mật mã. Nếu vũ trụ gửi mật mã cho chúng ta, vũ trụ gửi cho chúng ta những cái dấu hiệu và những cái gọi là những cái từ khóa, thì cái con số trong cái ngày sinh của chúng ta là một cái mật mã mà vũ trụ đã gửi cho chúng ta một thông điệp. Ai nhận ra thông điệp thì chúng ta sẽ tốt nghiệp sớm. Còn ai mà chúng ta không nhận ra thông điệp thì sao ạ? Thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ về muộn mà thôi. Ở cuộc đời chúng ta sẽ hiểu được, và chúng ta hiểu được cái này, chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta sẽ tốt nghiệp sớm hơn. Được chưa nào? Vậy thì bài học đường đời, hay còn gọi là con số chủ đạo ở một vài cái đơn vị khác, nó sẽ tiết lộ cái gì? Tiết lộ được cái thiên hướng chuyên ngành, những cái môn học, những cái dạng đức tính và kỹ năng mà chúng ta phải rèn luyện và để tốt nghiệp cái trường học khi chúng ta đến với trái đất này. Mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này, 1 tỷ, 7 tỷ người, 8 tỷ người, 9 tỷ người trên thế giới, không ai giống ai về cái bài học cả. Và mỗi người chúng ta đến đây với một cái sứ mệnh, với một cái hợp đồng và với một cái hạnh nguyện khác nhau. Và nó được thể hiện khá là rõ trong cái bài học đường đời. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta cần phải tốt nghiệp nó ra, thì nó cũng dự báo những cái khó khăn, những cái thử thách liên quan mà chúng ta cần phải tôi luyện để chúng ta nâng cao được cái giá trị và cái đức tính cũng như cái tài năng của chúng ta. Nhớ giúp em, bài học đường đời là cái thứ không có sẵn mà chúng ta đến đây để chúng ta tốt nghiệp nó, chúng ta nhận diện nó, chúng ta tốt nghiệp nó. Chừng nào chúng ta tốt nghiệp nó thì sao ạ? Thì chúng ta có thể vượt qua và chúng ta có được một cái cuộc sống của cái sự tăng trưởng về cái tâm thức cũng như linh hồn của chúng ta. Ủa, tại sao bài học đường đời của chị là số 9 mà tại sao chị ích kỷ quá vậy? Chị không có được một cái sự hào phóng, chị không biết cách cho đi vô điều kiện và chị chỉ ích kỷ, chỉ mỗi mình bản thân chị thôi. Vậy thì chúng ta xem thử rằng là cái điều đó nó làm cho cuộc sống của chị đạt được cái sự hạnh phúc, thông dong và tự tại hay không? Anh chị có hình dung được cái yếu tố này không ạ? Bài học đường đời nó thể hiện được cái lộ trình mà chúng ta cần phải tốt nghiệp những cái bài học trong cái cuộc đời này. Nếu như cuộc đời này gửi cho chúng ta một sự kiện, chúng ta không tốt nghiệp nó, lần sau chúng ta rớt cái bài thi đó, chúng ta lại tiếp tục nhận thêm một cái sự kiện tương đương, chắc chắn rằng cái sự kiện và bài thi ở sau nó sẽ khó hơn bài thi trước. Và chúng ta đi học phát triển bản thân, tư duy tích cực, ứng dụng luật hấp dẫn, ứng dụng luật nhân quả, chúng ta nói rồi, à tôi phải chịu trách nhiệm trước bản thân mình. Khi một vấn đề diễn ra, chúng ta cũng không vượt qua được cái vấn đề đó, fail tiếp, rồi tiếp tục, cái vấn đề tiếp tục nó cứ diễn ra. Và nếu chúng ta không tốt nghiệp và chúng ta rớt ở đâu, thì nó lại tiếp tục gửi cho chúng ta bài học đó. Và có những anh chị 15 năm, 20 năm, 30 năm chưa tốt nghiệp được bài học của mình. Vì thế nó cứ lặp đi lặp lại những cái hoàn cảnh đó. Và chúng ta cứ phải giải quyết một vấn đề mà giải quyết trong một thời gian rất dài. Bao nhiêu trong số các anh chị đã từng xử lý một vấn đề trong một thời gian rất dài, không tốt nghiệp nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong cái cuộc đời chúng ta, với lòng comment tôi nè. Tại vì cái điều này chúng ta sẽ thể hiện được, chúng ta cần phải học cái gì? Một người phụ nữ lấy chồng, xong rồi hai vợ chồng ly dị. Em biết có một chị đó lấy bốn đời chồng các anh chị, xong rồi ly dị, xong rồi nói là ông chồng nó lắp 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 lắp, rồi lấy một người chồng thứ hai tiếp tục ly dị, người chồng thứ ba ly dị, người chồng thứ tư ly dị luôn. Vậy thì rõ ràng họ đã không được học, họ không học được cái bài học của chính họ, và cứ một người chồng mà tiếp theo như vậy thì cái vấn đề nó lại mạnh hơn, lớn hơn,
cái người cái vấn đề trước. Nên trong cái từ điển của Việt Nam của chúng ta nó có hai cái từ mà em hay nhắc đi nhắc lại với mọi người, với những cái thân chủ của mình là gì? Có hai từ gọi là cảnh ngộ. Cảnh ngộ. Thứ hai nữa là cảnh tỉnh. Cảnh ngộ và cảnh tỉnh. Tại sao nó lại có hai cái từ đó? Tức là khi mà có một cái cảnh diễn ra để chúng ta tốt nghiệp nó, và chúng ta buộc chúng ta phải học được nó, chúng ta phải ngộ ra, chúng ta phải tỉnh ra. Ngộ thì giây phút phát ra, mê thì kiếp kiếp làm mà làm chi. Tức là ngay khoảnh khắc đó chúng ta ngộ ra một cái, nó có một cái điểm là đây là bài học của mình. Và sau đó chúng ta có cảnh nó diễn đến mà chúng ta không ngộ ra. Cứ ông chồng này cũng học bài học đó, tiếp theo ông chồng khác cũng học bài học đó. Và khi chúng ta không học được bài học đó thì sao? Nó sẽ quay lại, nó sẽ quay lại chính cái hoàn cái cảnh đó, gọi là hoàn cảnh. Nên ở đây chúng ta ở hoàn cảnh là mình là như vậy, hoàn cảnh của mình khó khăn lắm, do là cuộc đời vũ trụ đã gửi chúng ta quá nhiều thông điệp rồi mà chúng ta không chịu học. Và chúng ta không chịu học thì sao ạ? Thì chúng ta hoàn lại những cái cảnh đó và chúng ta fail thôi. Nhưng nhớ giúp em là cái bài học ở sau nó sẽ nặng hơn những cái bài học phía trước. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu được đâu là cái lộ trình bài học mà chúng ta phải vượt qua. Và thông qua cái này nó sẽ dự đoán những cái khó khăn, những cái thách thức để chúng ta vượt qua nó. Nên ở trong cái bộ môn này, nó sẽ giúp cho anh chị gọi tên được các cái bài thi. Nó sẽ quăng cho các anh chị cái phao để gì ạ? Để chúng ta có thể vượt qua những cái bài thi của mình. Nên đây là một cái chỉ số mà các anh chị lưu tâm cho em. Những chỉ số ví dụ như là động lực, tiếp cận, nó chỉ là một cái giai đoạn khởi phát ban đầu thôi. Nó không có tồn tại lâu trong những cái hành trình khác. Có thể bỏ qua cái chỉ số đó. Nó rất quan trọng, nhưng mà với chỉ số nào mà anh chị không nhớ được, anh chị không nhớ hết, nhớ giúp em cái chỉ số này. Làm ơn đừng có quên khi chúng ta hoang mang, chơi vơi, chênh vênh trên cuộc đời này, quay lại cho em trả lời được ta là ai và cái lẽ sống của chúng ta đến với cuộc đời này là cái gì. Anh chị nắm được điều này không ạ? Nắm được say yes cho em điều này ạ? Nắm được say yes nè. Nhớ giúp em này, chênh vênh quá, chơi vơi quá, hoang mang quá, không biết đi ở cái đường nào, và đứng giữa hai dòng không biết chọn dòng nào, hay là để nó trôi hết sạch sành sanh. Quay lại cho em chỉ số này, nhớ giúp em nha, nắm cho em chỉ số này. Rồi, cách tính của chúng ta trong cái chỉ số này là gì? Cách tính chúng ta trong cái chỉ số này là gì? Các anh chị sẽ ghi xuống cái ngày tháng năm sinh của chúng ta trên chứng minh thư. Thứ nhất, chúng ta quy ước với nhau có rất là nhiều ngày sinh. Có những người có 2-3 ngày sinh. Và có rất là nhiều những cái gọi là cách tính. Nhưng ở đây, bản thân chúng ta sẽ quy ước với nhau rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ lấy ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì khi mà các anh chị có cái ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư, anh chị sẽ bị gì ạ? Anh chị sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều tới cái trường năng lượng này, được không nào? Nên chúng ta sẽ quy ước là chúng ta lấy cái ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư của mình. Cái thứ hai, có rất nhiều cách tính. Theo như cách tính của cuốn sách mà cô Lê Đỗ Quỳnh Hương tính theo cái phong cách của thầy David F. Phillips á, thì sẽ có xu hướng cộng toàn bộ lại các con số. Nhưng ở đây chúng ta sẽ lý do tại sao chúng ta tính cách tính này thì em sẽ nói sau. Tuy nhiên nó có lý do cả, và cái cuối cùng chúng ta cũng cần phải hoàn tất cái bài học đó thôi. Nên các anh chị sẽ tính cho em theo từng khối năng lượng một ha, từng khối năng lượng một. Em ví dụ ở đây em sinh ngày 26 tháng 6 1990. Vậy thì cái ngày 26 nó sẽ cộng lại thành cái gì ạ? Thành cái trường năng lượng đó là số 8. Số 6 đưa về tập basic rồi, hạ xuống. Và 1 cộng 9 là 10. 10 cộng 9 là 19. 19 thì 1 cộng 9 là 10. 10 thì 1 cộng 0 là 1. Thì em viết tắt xuống đây là 1 luôn. Và em cộng lại là gì ạ? 8 cộng 6 cộng 1 bằng 15. Vậy thì bài học đường đời của em là con số 6. Rồi, xin mời các anh chị viết cái tên của mình xuống và sau đó chúng ta sẽ cộng ra ha. Bài học đường đời số 11, chị Phương Lan hả? Yes. Chị Phương Lan 08 này, chị Phương Lan 08 có đường đời là số 11 này. Trong năm sinh có 22 này. Yes.
Anh chị để ý, anh chị nhìn nhìn sơ qua những bài học đường đời của cô và anh chị nhà mình là trong này ha. Đa số các anh chị đang đi tìm cái gì ạ? Đi tìm ta là ai và ta đến trái đất này để làm gì? Và ta để lại cái gì cho cuộc đời hay là ra đi như một hạt cát vô danh? Những anh chị mà có những cái bài học đường đời mà lúc lúc nào cũng trăn trở để đi tìm câu hỏi ta là ai á. Được không ạ? Yes. Tính ra K9 mình lại hay, mình lại rất là đông nhưng mà anh chị lại đi rất là nhanh ha. Rất là đông nhưng mà anh chị lại đi cực kỳ nhanh. Dạ. 11 như nào? 11 thì như 11, 11 thì 11 thôi. Sau khi mà buổi ngày hôm nay chúng ta học hết cách tính các con số thì em sẽ đi vào các cái trường năng lượng á. Các cái trường năng lượng á thì chúng ta lại luận giải ha. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đi cái Ok. Nhiều nhờ, nhiều anh chị có cái chỉ số master quá ha. 11 và 22 là master các anh chị. 11 và 22 là master. Nên là những cái chỉ số đó nếu anh chị làm anh chị hiểu sâu về mình các anh chị thấy thú vị lắm ạ. Nếu những anh chị nào. Chị Hoàng Ngân ơi, chị Hoàng Ngân chưa hiểu cái gì, chị Hoàng Ngân chưa hiểu cách tính hả chị Hoàng Ngân? Chị Hoàng Ngân vui lòng. Nếu mà anh chị hỏi câu hỏi nào thì các anh chị vui lòng hỏi trọn vẹn câu hỏi giúp em ha, để em biết là các anh chị chưa hiểu là các anh chị chưa hiểu cái gì, được không nào? Rồi nếu chưa hiểu cách tính, nếu chưa hiểu cách tính thì chúng ta sẽ quay lại cách tính. Còn 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 anh chị nếu mà chưa hiểu về trường năng lượng á, thì chưa hiểu không sao hết, buổi sau chúng ta sẽ được học hết cái phần năng lượng con số ha. Người nào chỉ có năm sinh thì mình tự chính năm sinh. Nếu mà năm sinh chúng ta mà chỉ tính năm sinh mà không có được. À em chưa hiểu cái cách tính hả? Ok. Bây giờ em sẽ anh chị vui lòng nhìn lên đây giúp em ha. Nhìn lên đây giúp em ha. À chị hiểu cách tính. Anh chị ghi xuống cái ngày tháng năm sinh của mình xuống. Được chưa nào? Bắt đầu các anh chị sẽ cộng lại. Anh chị nhìn lên cái bộ số 26 tháng 6 1990. Chúng ta sẽ cộng từng cái khối năng lượng của cái ngày của mình lại. Được chưa nào? Anh chị nhìn cái ngày của em này, 26 thì chúng ta lấy 2 cộng 6 là bằng 8, chúng ta sẽ đưa 8 xuống. Được không nào? 6 nó nằm trong cái tập basic rồi, chúng ta đưa 6 xuống. Và năm sinh của em là 1990 thì em lấy 1 cộng 9 là 10. Được chưa nào? 10 cộng 9 là 19. Vậy thì 19 thì bằng 1 cộng 0 đúng không nào? À 1 cộng 9 đúng không nào? 1 cộng 9 thì nó sẽ ra 10. Vậy thì cái khối năng lượng 1990 nó sẽ ra con số 1. Nó sẽ ra con số 1. Và em cộng lại là 8 cộng 6 cộng 1 thì nó sẽ bằng 15. Và 15 thì em lấy 1 cộng 5 là bằng 6. Được chưa nào? Vậy thì anh chị sẽ nhìn thấy là bài học đường đời của em là con số 6. Chúng ta cộng từng khối năng lượng lại. Được không ạ? Được không ạ? Rồi, những anh chị nào chưa tính được nào? Những anh chị dạ 22, nếu anh chị 22 thì cứ giữ 22 trên 4 giúp em ha. Giữ 22 trên 4 giúp em ha. Trên chứng minh thư chỉ có năm sinh nhưng thực tế ngày sinh thì mình tính năm sinh thôi hay cả ngày tháng năm thực tế. À, vậy thì nếu như anh chị trên cái chứng minh thư chỉ có năm sinh mà anh chị hay tổ chức sinh nhật hoặc là các anh chị sẽ lúc nào cái trường năng lượng đó nó cũng ảnh hưởng đúng không ạ? Thì anh chị nếu như trường hợp mà anh chị sẽ không có ngày tháng năm sinh trên cái chứng minh nhân dân ha. Tuy nhiên sau khi các anh chị mà hiểu rõ hơn, các anh chị sẽ biết rằng là gì ạ? Anh chị đang bị có cả hai cái trường năng lượng nó sẽ ảnh hưởng tới các anh chị. Dạ, hai trường năng lượng nó sẽ ảnh hưởng tới các anh chị. Nên ở đây chúng ta là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ trước mắt chúng ta cứ cộng trên chứng minh nhân dân để chúng ta thống nhất với nhau. Khi các anh chị nghiên cứu sâu hơn, tự nhiên các anh chị biết là gì ạ? À, mình thấy cái bộ số này này nó phù hợp với mình hơn. Và sau đó chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ chọn cái ngày sinh mà chúng ta hay dùng nhất. Nhưng ở đây thì em không dám mở rộng ra bởi vì các anh chị sẽ hỏi ABCD. Nhưng trước mắt các anh chị nhớ giúp em này, nguyên lý này. Cái bộ số nào mà chúng ta hay dùng nó thì cái trường năng lượng nó ảnh hưởng tới chúng ta. Đi ngân hàng cũng dùng ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư đúng không nào? Hoặc là chúng ta đi du lịch
chúng ta tất cả những giao dịch, thi cử, mọi thứ nó cũng đều liên quan ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi cái ngày tháng năm sinh đó. Chắc chắn nó phải liên quan tới một cái điều gì đó trong cái cuộc đời của chúng ta. Anh chị có hình dung không ạ? Nên là anh chị sẽ trước mắt anh chị cứ cộng tên ngày tháng năm sinh của chúng ta như vậy, được không ạ? Rồi, trên chứng minh thư là ghi là 85 nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta luôn nói là 84. Trước mắt anh chị cứ lấy 85 cho em. À, trước mắt các anh chị lấy 85 cho em. Và khi mà các anh chị sau này các anh chị phân tích cả hai bộ số, các anh chị thấy cái bộ số 84 này phù hợp với mình hơn thì lúc đó chúng ta sẽ tính sau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển qua cái trường năng lượng nào mà nó phù hợp với chính bản thân chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta đồng ý với nhau một quan điểm rằng là gì ạ? Trước mắt chúng ta cứ lấy trên chứng minh thư cái đã, để ngày hôm nay chúng ta biết được cách tính ha. Được không nào các anh chị? Các anh chị đồng ý không nào? Tại vì các anh chị sẽ thấy nhiều cái gọi là cái trường phái lắm các anh chị. Nhưng các anh chị nhớ giúp em là dù có bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ chiếm có 20% mà thôi. Các anh chị có đồng ý với Nguyễn Phụ không nào? Nó chỉ chiếm có 20% thôi. Cái số này không cải vận được chúng ta đâu ạ. Mà chúng ta làm gì ạ? Chúng ta phải đẩy năng lượng vào nó, chúng ta phải xoay chuyển nó, chúng ta phải bồi vào gốc rễ thì lúc đó chúng ta mới thể thay đổi được cái cuộc đời của chúng ta. Còn trước mắt bây giờ thì sao ạ? Nó chỉ dừng lại mức độ chúng ta hiểu mình thôi. Được không ạ? Nếu chỉ có năm sinh mà không có ngày tháng thì tính sao? Nếu như chỉ có năm sinh, ví dụ như năm sinh của ba em là 1990 và 1950 và trên chứng minh của ba em là ngày 1 tháng 1 năm 1950, vậy thì theo cái góc nhìn của Nguyên Phụng nha, nếu như mà anh chị có một cái ngày sinh, nó cái năm sinh thôi nó cũng ảnh hưởng nhưng mà nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều, nên các anh chị tập trung cho em là quay lại cái tên. Nếu như thực sự chúng ta không có được, không nhớ được những cái ngày sinh của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ cộng cái năm sinh nhưng mà chắc chắn nó sẽ không phản ánh chính xác, đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ chủ yếu là chúng ta sẽ lấy cái tên để chúng ta xem thử rằng là nó tác động như thế nào, được chưa nào? Tính ra số 10 thì là chúng ta lấy 1 cộng 0 bằng 1, yes, chính xác, đúng không ạ? 1 cộng 0 bằng 1 cộng 0 bằng 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 1, được chưa nào? Rồi anh chị nào có câu hỏi nào trong cái phần này thì các anh chị có thể đặt câu hỏi ở đây nha. Được không nào?